Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Qua 2022, Hoàng Sơn tiếp tục cập nhật những mẫu máy đo huyết áp được nhiều người tin tưởng và có mặt tại thị trường Việt Nam cho cả nhà mình dễ hình dung và lựa chọn. Thì máy đo huyết áp gia đình chúng ta cũng biết là có hai dòng thông dụng, đó là dòng đeo ở cổ tay và dòng đeo ở bắp tay. Hoàng Sơn sẽ phân biệt để cho cả nhà mình dễ hình dung hơn. Ví dụ nếu mà như chúng ta mua cái máy huyết áp lần đầu tiên thì chúng ta nên chọn dòng đeo ở bắp tay, tại gần tim, độ tin cậy nó rất là cao, và đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Còn nếu mà mình đi công tác du lịch thì mình có thể chọn dòng cổ tay, nó rất là nhỏ gọn nhẹ. Thì về giá thành thì hai dòng này nó sẽ tương đương nhau. Ví dụ cùng chức năng thì dòng cổ tay và dòng bắp tay giá thành cũng tương đương nhau ha. Nhưng mà nếu gia đình mình xài thì Hoàng Sơn lúc nào cũng khuyên là ưu tiên mua dòng bắp tay trước. Thì Myrolife có trên thị trường ở Việt Nam có tới 10 mấy mẫu, và hiện tại là Hoàng Sơn đang giữ là 11 mẫu như thế này. Thì giá từ bình dân cho đến dòng cao cấp. Ví dụ gia đình mình hay xài dòng tiết kiệm thì có thể trên dưới 1 triệu là đã rất là tốt rồi. Và tất cả các dòng này đều bảo hành 5 năm chính hãng ha, và vòng vẫn là bảo hành 2 năm. Nếu mà lỗi do kỹ thuật cho nhà sản xuất á, thì họ đổi mới luôn cho mình máy mới trong vòng 5 năm. Và đương nhiên nếu mà như nhà mình cảm thấy nghi ngờ về cái độ chính xác á, sau một thời gian xài mình có thể gửi trực tiếp về hãng để mình có thể nhờ họ kiểm tra lại chất lượng ha, về cái độ tin cậy của máy. Và những dòng về sau như thế này thì phù hợp cho cả phòng khám và những phòng khám nhỏ và bác sĩ gia đình cả nhà ha. Rồi, về cái chức năng cơ bản, máy đo huyết áp như chúng ta biết á, dù máy mắc hay rẻ chỉ có 3 cái thông số cơ bản nhất là máy nào cũng có, đó là đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và điểm nhịp tim. Còn mắc tiền hơn thì có thể là cái máy đó nó sẽ gọn nhẹ hơn, hoặc là nó có thêm bộ nhớ nè, có thêm ngày giờ nhớ, kết nối với điện thoại, hoặc là có những dòng cao cấp hơn, đó là báo kiểm tra tim đập loạn nhịp và rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm về đột quỵ cho cả nhà mình luôn. Thì những cái dòng ở phía sau này có những chức năng đó thì bác sĩ rất là khuyên dùng. Rồi, nếu mà mình muốn chọn những dòng kinh tế thì mình có thể chọn những dòng ở đây cả nhà ha. Rồi bây giờ bắt đầu từ dòng máy đo cổ tay. Cái model này 3NV1 thì cả nhà mình sẽ thấy rất là nhiều trên thị trường ở Việt Nam, tại vì cái dòng này đã xuất hiện nhiều năm nay rồi. Giá của hãng có niêm yết trên đây ha, có tem phụ nè. Nếu mà mình mua hàng chính hãng á là giá 750.000. Hàng chính hãng là 750.000 cả nhà ha, bảo hành 5 năm. Thì nó có những chức năng cơ bản là đo huyết áp nè, đếm nhịp tim nè, và có bộ nhớ 30 lần, có ngày giờ nhớ luôn, và có cột báo mức huyết áp cao. Cả nhà mình có thể nhìn thấy ha. Đó, thì cái dòng này là dòng cơ bản, mình có thể mua rất là rẻ, nó là 750.000. Còn cái dòng này mắc tiền hơn một chút, đó là 920.000. Cái model mới cả nhà ha, VK3. Cái dòng này thì nó khác gì so với cái dòng bên dưới, là do cái này là sản xuất gần đây 2020-2021. Thì cái model á, cái mẫu mã nó sẽ mỏng hơn và màn hình lớn hơn, có đèn báo, có ngày giờ nhớ và có bộ nhớ cũng tương đương, nhưng mà nó là cái công nghệ mới và mỏng hơn. Để Hoàng Sơn mở cho cả nhà mình xem. Rồi, cái dòng này thì nó sẽ mỏng hơn cái dòng kia rất là nhiều. Còn nếu bà con mình quan tâm á, thì có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn, hoặc là gọi điện vào cái số điện thoại bên dưới trong cái tiêu đề của Sức Khỏe 60 giây đó, thì Hoàng Sơn sẽ tư vấn kỹ hơn. Đây cả nhà thấy không, rất là mỏng ha. Rồi mình thử đeo vào cổ tay nha. Thì Hoàng Sơn có từng video hướng dẫn sử dụng từng loại máy, nếu mà như cả nhà mình có quan tâm cái dòng máy nào á, mình có thể xem chi tiết hơn. Rồi mình đeo trên cổ tay nè, rồi mình dán cái vòng quấn lại, vậy là xong. Rất là gọn nhẹ, rất là nhẹ luôn, xài hai viên pin 2A. Rồi đó là dòng cổ tay, thì đơn giản chỉ có hai mẫu của Myrolife vậy thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ qua dòng bắp tay ha, và nhiều người xài nhất đó là dòng dành cho gia đình. Cả nhà thấy cái này gọn nhẹ, mình có thể đi công tác du lịch, cái hộp khá là nhỏ ha. Rồi,
Rồi tiếp theo là cái dòng đo huyết áp bắp tay. Thì từ đây trở lên là mình sẽ có 9 mẫu. Và ở đây là từ dòng phổ thông gia đình mình hay xài, tức là giá tiết kiệm nè. Ví dụ giống như dưới 1 triệu. Rồi, và ở đây nó sẽ cao hơn một chút, và đây là những dòng cao cấp. Còn ở trên đây là gì? Ở trên đây là những dòng mới sản xuất ha cả nhà ha, theo công nghệ mới nên giá nó sẽ cao hơn bên dưới một chút. Rồi bạn sơn sẽ so sánh từng bạc cho cả nhà mình dễ hình dung nè. Đây là những mẫu rẻ tiền mà thông dụng, nhiều người xài. Đó. Chức năng chỉ là cơ bản thôi cả nhà ha. Bên dưới cái mẫu này mình hay thấy đó là 3NZ1. Cái mẫu 3NZ1 nè của Myrolife. Thì cái loại này là 800.000. À 800.000 thì nó có cái gì? Nó chỉ có một nút đo thôi. Đo huyết áp hai số nè, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Và nó có thêm là bộ nhớ một lần và có thêm chức năng là cảnh báo sớm tim đập loạn nhịp. À cả nhà ha. Đây cái mẫu này. Rồi, cái mẫu thứ hai. Trong hộp thì nó y như trong hình vậy đó, cũng có một nút. Nó cũng tương đương với dòng này nhưng mà cái model đời sau. Thì chúng ta so sánh về giá nha. Ví dụ cái dòng này là 800.000 ha. Rồi, còn cái model này là 890.000. À, cái này do sản xuất công nghệ đời sau nên nó sẽ đo êm ái hơn. Đó. Nếu mà như cả nhà mình muốn mua những dòng tiết kiệm thì mình có thể mua dòng này. Nhưng mà mình mua dòng đời mới thì mình mua dòng trên đây. Một nút đo thì mình cũng có chức năng là gì? Đo huyết áp và cảnh báo tim đập loạn nhịp ha. Đó. Vì đây là công nghệ mới nên là nó sẽ có chức năng là báo dòng quấn nè, dòng quấn đúng tư thế. Giả sử mình đo sai thì nó có thể nó báo cho mình biết luôn. Và đo nhanh êm ái hơn. Và bộ nhớ một lần. Đó. Và có chức năng là cảnh báo tim đập loạn nhịp. À, cả nhà thấy ha. Và sơn sẽ có từng video chi tiết, bữa nay mình sẽ lướt sơ ha. Rồi cái mẫu tiếp theo đó là nãy Hoàng Sơn bên nói về cái này là mẫu B2 Easy nha. B2 Easy. Cái dòng A là dòng đời trước và dòng B là dòng mới nhất ha. Giống như B2 nè, B3 nè, B6 nè, còn đây là dòng A, A3, A6. Rồi. Rồi cái dòng này là A2 Lexus ha, A2 Lexus nó cũng giống như A2 B2 này. Đó. Giá thành nó thì là 850.000. Và nó có chức năng là gì? Nó có chức năng là cũng đo huyết áp, đếm nhịp tim, nhưng mà nó lại có thêm bộ nhớ 30 lần ha. Nó sẽ mắc hơn cái dòng này một chút, nhưng mà nó có thêm bộ nhớ 30 lần và giá thành thì nó vẫn rẻ hơn cái dòng B2 một chút ha. Rồi tiếp theo nha. B2 Basic nè. B2 Basic thì nó có cái gì ha? Đó. Thì nó tương đương với cái dòng A2 này. A2 Lexus nè. Thì cũng là đo huyết áp, nhưng mà có ngày giờ nhớ luôn nha, có ngày giờ nhớ và chức năng là rối loạn nhịp tim nè, cảnh báo sớm. Giá của nó là 1.120.000 của hãng cả nhà ha. 1.120.000 là B2 Basic. Rồi, Hoàng Sơn sẽ lấy cái mẫu này. Cái mẫu này là A2 Basic. Nó tương đương với thằng này ha. Rồi giá của nó là bao nhiêu ha? Giá của cái máy này là 1.050.000, nó sẽ rẻ hơn cái máy này. Cái máy này là 1.120.000. Cả nhà thấy không? Chức năng thì nó tương đương ha. Nó đều có ngày giờ nhớ nè, hai cái đều còn ngày giờ nhớ. Bộ nhớ 30 lần nè và cảnh báo sớm tim đập loạn nhịp. Nhưng mà cái dòng này là model mới, theo công nghệ mới sẽ đo êm ái hơn, tiết kiệm pin hơn. Cái dòng này thì đời trước thì trên thị trường vẫn có bán hai dòng này. Nhưng mà thường thì cửa hàng của Hoàng Sơn á chỉ cung cấp những dòng đời mới thôi. Đó. Nên là Hoàng Sơn chia sẻ để cả nhà mình dễ hình dung, dễ tham khảo. Tùy theo cái giá tiền mà mình sử dụng ha. Rồi, hai cái mẫu này là cũng là đời mới cả nhà ha. Cái dòng là B3 và dòng B nha. Hoàng Sơn đang phân biệt là giữa dòng A và dòng B. Hai cái dòng B thì dòng B Basic và dòng B AFIB. Đó, mình coi giá thành nha. Cái máy bên trên là 1.350.000, còn cái máy bên dưới là 2.100.000. Khác nhau chỗ nào? Cái máy này thì nãy mình đang phân biệt dòng B nè. Cái máy này thì khá là rẻ, là 1.120.000. Đó, mình lên cái máy này thì nó cao hơn là 1.350.000. Đó.
thì chúng ta sẽ có thêm một cái chức năng rất là hay, đó là MAM. À, nó giống như dòng B2, giống như dòng B2 ha, B3, B6 nè. Nhưng mà có thêm chức năng này là gì? Khi mà mình đo huyết áp, ví dụ huyết áp mình nó sẽ thay đổi lên xuống giống như sóng vậy nè, thì có thể là khi mình đo trước hoặc sau nó sẽ xê xích một xíu. Nhưng mà nếu mà mình đo 2-3 lần trong vòng 10 phút á, đối với những mẫu máy đo huyết áp của hãng khác á, thì mình đo 3 lần trong 10 phút nó sẽ lấy kết quả trung bình. Còn cái mẫu này nó sẽ tự động luôn, nó sẽ tự động bơm lên, nó xả ra, nó nghỉ khoảng 15 giây, sau đó nó bơm lên, nó xả ra, nó ra kết quả, thì nó sẽ lấy trung bình của hai lần đo đó luôn. À, nó thêm chức năng này cả nhà ha, nó mắc hơn xíu đó. Thì nó vẫn là có bộ nhớ nè ha, có ngày giờ nhớ, có kiểm tra sớm tim đập loạn nhịp, và thêm chức năng là tự động đo lấy trung bình, đo liên tục ha. Và cái dòng này mắc tiền hơn là có thêm một chức năng nữa đó, AFIB ha cả nhà. Mình đang xem từ những dòng cơ bản lên, và đây là dòng, hai dòng này rất là nhiều người xài, và đặc biệt là cái mẫu này. Cái dòng này thì giá nó hơi cao, đó là 2.100.000. 2.100.000 là của dòng B2 AFIB Advan. Ha cả nhà nhớ ha, B3 AFIB. Tại vì sao? Và cái này được bác sĩ khuyên dùng. Ngoài chức năng kiểm tra tim đập loạn nhịp, cảnh báo sớm, chức năng lấy trung bình, đo liên tục tự động, và thêm một chức năng đó nữa là cảnh báo đột quỵ sớm. Chỉ có những dòng mà sau này những máy đo mà khoảng tầm 2 triệu trở lên mới có những dòng như thế này, đó là trung tâm nhĩ ha, cảnh báo sớm để mình có thể biết cái sức khỏe mình nó nguy hiểm như thế nào. Rồi, hai dòng này là được nhiều người xài nhất ha. Còn hai dòng trên đây thì thường là những phòng khám người ta hay xài, và đương nhiên nếu mà gia đình có điều kiện mình cũng có thể chọn hai dòng này. Đó. Rồi, hai dòng này thì sao? Cái dòng A6 Basic. A6 tức là model trước đó vài năm, nhưng mà hiện giờ trên thị trường vẫn có bán cả nhà ha, và vẫn được bảo hành 5 năm và được đổi mới về lỗi kỹ thuật. Còn cái mẫu B6 này thì hiện tại mới ra, nó giống như dòng A6 nhưng mà công nghệ mới ra 1-2 năm nay thôi. Và Hoàng Sơn cũng nhắc lại là bên chỗ Hoàng Sơn thì chỉ cung cấp những dòng hiện đại B2 ha, B2, B3 và B6. Chứ còn những dòng A thì Hoàng Sơn có những video để cho cả nhà mình có thể xem cách sử dụng và có thể khắc phục lỗi tại nhà. Rồi, vậy chức năng của cái A6 và B6 thì khác nhau chỗ nào? Rồi, bây giờ mình sẽ xem về giá nha. Cái dòng bên dưới A6, giá của nó là 1.950.000. 1.950.000, nó tương đương với cái dòng này cả nhà ha. Đó, nhưng mà nếu mà mình qua cái B6 thì giá cao hơn. Đó là 2.850.000, là dòng mắc nhất hiện giờ của Microlife. Giá cao nhất và cao cấp nhất hiện giờ. Vậy thì mắc hơn ở chỗ đó thì mình sẽ có cái điều gì đặc biệt? Thứ nhất là mình sẽ có cái cục adapter đi theo, tại vì nó sẽ dành cho phòng khám mà, hoặc là gia đình trong người thì sẽ có một cái cục biến điện để mình cắm vào, mình khỏi xài pin ha. Nếu mà như cục này mình mua bên ngoài nó cũng gần 200.000 một cục rồi, hai cái cục biến điện thì nó to như này thì sẽ có. Còn những dòng như thế này thì đương nhiên là chúng ta vẫn có thể mua thêm để xài cái cục biến điện ha, nhưng mà theo máy là không có. Nhưng mà nếu mà gia đình mình xài ít, mình chỉ xài đơn giản những dòng thế này thôi. Rồi, ngoài chức năng là chúng ta có chức năng là rối loạn tim đập không đều nè, cảnh báo sớm nè, chức năng đo tự động trung bình ha, và chức năng rung tâm nhĩ, thì nó sẽ có kết nối cả điện thoại và kết nối máy tính. Đó, đầu tiên là mình có thể tải cái app về. Đó, mình kết nối thì dữ liệu nó sẽ chuyển qua bên điện thoại để mình giống cuốn sổ tay, hoặc là mình có thể chuyển cho bác sĩ để theo dõi, hoặc là gia đình người thân của mình ha. Đó, cả nhà thấy có tất cả những chức năng này, và bộ nhớ là hai người. Đó, ví dụ giống như nhà mình có hai người đo, ba hoặc mẹ, thì mình gạt qua số 1 thì bộ nhớ nó sẽ lưu 90 lần nhớ vào người số 1, và khi mình chuyển qua số 2 thì nó sẽ đo lưu ở bộ nhớ thứ 2. Hoặc là ví dụ ở nhà mình nhiều người xài thì bộ nhớ số 1 là dành riêng cho cái người mà mình ưu tiên,
và số 2 là dành cho tất cả những người còn lại để lưu chung ha. Đó, cả nhà thấy màn hình rất là lớn ha. Rồi bây giờ Hoàng Sơn thử mở máy ra cho cả nhà mình xem. Thì đương nhiên Hoàng Sơn sẽ có những cái video hướng dẫn riêng từng cái mẫu này đây. Đó. Và đây là những dòng công nghệ mới hết, là đo rất là êm ái và tiết kiệm pin, và có thể tăng tuổi thọ của máy cả nhà ha. Đó, cả nhà thấy có một cái túi xách rất là đẹp nè. Đây cái mẫu này, cả nhà thấy không? Với áp tâm thu, với áp tâm trương, nhịp tim, rồi ngày giờ nhớ, kết nối Bluetooth qua điện thoại, chức năng hai bộ nhớ. Đó, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái vòng khuôn cứng tạo sẵn. Đó, mỗi thứ sẽ thêm một số chức năng, một số tính năng. Cái vòng quấn này, cái khuôn nó rất là lớn, mình có thể sử dụng được cho nhiều người cái size khác nhau. Và có một cái cục adapter đi theo nữa nè. Đây. Đó, cả nhà thấy cái máy càng lớn thì sẽ có rất là nhiều chức năng hay ha. Ví dụ như cả nhà mình biết đó, là một cái máy 800.000 mà mình chia đều cho 5 năm thì tính ra 1 năm mình xài cũng không có nhiều tiền về máy đo huyết áp đâu. Và nếu mà như mình mua cùng máy mắc hơn gấp đôi, gấp 3 thì mình xài được cho cả gia đình. Mình xài máy bảo hành 5 năm chứ thật sự á, những cái máy như thế này á nó xài rất là bền, 5-7 năm là bình thường. Đó, nhưng mà mình mua cái máy mới, máy to, máy nhiều chức năng như thế này thì mình sẽ được xài trong 5 năm đó, mình sẽ được xài cái máy rất là tốt, xịn, nhiều chức năng. Giống như ngoài chức năng kiểm tra huyết áp, tim mạch, còn có chức năng kiểm tra tim, loạn nhịp và rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm về đột quỵ, máu đông ha. Đó, cả nhà thấy rất là nhiều chức năng hay của những dòng máy này. Và đây là cái mẫu của A6. Cả nhà thấy không? Thì tại sao mà chúng ta có thể chọn dòng A và khi nào chúng ta chọn dòng B? Ví dụ mình muốn chức năng của nó là cao cấp ha, muốn chức năng của nó cao cấp mà tiết kiệm thì mình có thể chọn cái dòng A. Đó. Còn mình muốn chọn cái mẫu mới nhất thì mình sẽ chọn dòng B cả nhà ha. Ví dụ cái dòng A6 này thì giá thành nó tương đương với cái dòng B3. Đó. Còn cái dòng A3, dòng A3 thì giá thành nó tương đương với dòng B2 ha cả nhà ha. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin về những mẫu máy đo huyết áp của hãng Myrolife thông dụng trên thị trường hiện nay. Và hiện tại thì Hoàng Sơn có cung cấp các dòng B này. Nếu mà cả nhà có gì thắc mắc thêm thì có thể xem thêm trên video Sức khỏe 60 giây hoặc là gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn. Hoàng Sơn có những cái video hướng dẫn cả nhà mình cách khắc phục lỗi tại nhà, và những cái lỗi đó mình xử lý như thế nào về máy đo huyết áp nè, máy đo đường huyết, máy trợ thính, máy sông mũi họng của tất cả các hãng uy tín ở Việt Nam. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.